dậy mà đi mà chơi. Đây là nhạc báo thức không phải loại nhạc xanh đẹp dù à ơi, nên là dậy đi bạn ơi. Hello mọi người, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researchers. Hôm nay kiểu mơ đẹp quá nên mình lại dậy muộn mọi người ạ. Nhưng mình là một đứa dậy muộn rất có nguyên tắc. Dù dậy muộn đến cỡ nào thì mình cũng không bao giờ skip breakfast. Vì trong tuần mình khá là bận nên cuối tuần là thời gian để mình làm tất cả những việc nhà, như là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đi chợ nấu cơm. Trời hôm nay âm u quá trời. Mình định dẫn mọi người đi Tulip Festival nhưng mà lại lười quá. Có lẽ là để ngày mai đi. Trời vừa lạnh vừa âm u, kiểu rất là lý tưởng để chui trong chăn luôn. Mình tranh thủ viết script cho tập và podcast tuần tới một chút xíu, trong lúc đợi quần áo của mình giặt xong. Khi mình ra vườn phơi đồ thì bị distract bởi hoa bồ công anh ở ngoài vườn. Sau khi mình phơi đồ xong thì lại cảm thấy đói bụng. Hôm nay mình sẽ ăn bún mắm Đà Nẵng. Món này thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần có bún, có thịt, có mắm và rau là được. Không biết các bạn nào xem video ở Đà Nẵng hay không, nhưng mà mình là một đứa cực kỳ thích ăn bún mắm. Mình ăn cơm xong thì trời lại bắt đầu hứng nắng lên rồi, nên là mình quyết định sẽ đi chợ cho cả tuần. Thời tiết ở Canberra dạo này kiểu thay đổi chóng mặt, sáng nắng chiều mưa. Đúng là thời tiết thay đổi nhanh như tính tình của người yêu cũ của bạn vậy. Hồi sáng thì trời vừa âm u vừa gió, còn bây giờ vẫn gió nhưng mà đã nắng lên hơn rồi. Giờ này cũng bắt đầu qua mùa hè rồi nên là cây cối xanh non mơ mởn, nhìn rất là mát mắt. Trên đường mình đi thì có đi ngang qua một cái hồ. Bình thường ở dưới hồ này có rất nhiều con vịt. Hôm nay là thứ bảy mà cuối tuần ở Canberra thì thường rất là vắng, kiểu chẳng có ai. Mọi người thì thường là ở nhà, hoặc là nếu có đi chơi thì chắc cũng tập trung ở trong trung tâm. Thật ra thì nhà mình cũng gần trung tâm mọi người. Nhà mình cũng cách kiểu xe buýt chỉ có gần 3 km. Để mình cho mọi người xem mấy em vịt. Thì mấy em vịt đang đậu trên một cái tường. Rất là đang happy sưởi nắng. Mình đã spot thấy một gia đình nhà vịt, ba ba vịt, baby vịt. Nhưng mà nếu mà mọi người gặp gia đình nhà vịt thì nhớ cẩn thận nha mọi người, bởi vì nếu mà các bạn đi gần thì có thể bị vịt bố và vịt mẹ tấn công. Hôm nay thì mình sẽ đi Coles và cả Woolworths nữa. Ở gần nhà mình thì mới mở một siêu thị Coles mới. Buồn cười là lúc nào mình cũng thấy là Coles sẽ mở cạnh Woolworths. Đây là hai hệ thống siêu thị lớn nhất ở Úc và thường mở gần nhau để cạnh tranh thị trường với nhau. Ở Úc có gì không ngon nhưng mà mình thấy hoa quả rất là tươi luôn. Tuần nào mình cũng mua rất nhiều rau và nhiều hoa quả để ăn. Người ta bảo là có thật mới vực được đạo các bạn ạ. Tối nay mình sẽ mua gà về làm cơm gà Hội An và mua thịt xay về làm hoành thánh. Mình đi ngang qua cái chỗ phun nước này không kìm lòng lại muốn bấm một cái để cho nước phun lên. Về đến nhà cũng còn khá sớm nên mình lại tranh thủ viết tiếp script cho podcast của mình.
Trong tuần thì mình đi làm rất là bận, nên thường mình sẽ dành cuối tuần để làm video. Sau đó thì mình sẽ đi chuẩn bị để gói hoàn thành. Mình cũng sẽ gói nhiều nhiều luôn một lần để có thể ăn luôn trong tuần. Đầu tiên thì sẽ phải trụng thịt với hành tây. Mình thích ăn mộc nhĩ nên mình cho thêm cả mộc nhĩ nữa. Một chút bột và một chút nước. Món này mình học được từ một gia đình Trung Quốc ở trong nhà với mình khi mà mình học đại học. Lâu lâu phải làm, chứ không là lụi nghề mất. Ta-da! Cuối cùng thì mình đã gói được 3 đĩa hoàn thành như thế này. The next morning. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi lễ hội hoa tulip. Kiểu hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, một tháng thì mình không đi. Bây giờ mình vẫn muốn đi. Hơn nữa là mình đi xe đạp, nên là mình không thể mặc đồ kiểu bánh bèo lồng lộn để đi chụp ảnh được. Nhưng không sao, mình sẽ dẫn mọi người đi nhé. Cùng thì mình cũng đã đến lễ hội hoa tulip. Mình tưởng hôm nay trời âm u thì sẽ không đông, nhưng mà cuối cùng cũng rất là đông. Mọi người ra đến đây dẫn cả gia đình, mà mình thấy nhiều nhất là mấy bạn cúng mọi người. Hôm nay mình đi cũng là ngày cuối cùng của lễ hội hoa tulip rồi. Và mấy ngày nay trời nắng rất to nên là hoa cũng tàn rất là nhiều, và người ta đã thay hoa tulip bằng những cái hoa khác. Thành ra là cũng không có nhiều hoa tulip giống như là năm ngoái mình đi. Sau khi mình đi về thì bạn mình mới nói là hôm nay là ngày lễ hội chó. Đó là lý do vì sao mình thấy quá trời nhiều bạn cũng được dắt đi chơi ngày hôm nay. Kể cho mọi người nghe là mình mới bị một con mắt bay tấn công. Nó tấn công từ đằng sau bay tới nhưng mình đâu có thấy đâu. Xong thôi, tay mình chảy máu luôn. Bây giờ mình phải về để xem thử là có bị vết thương, có bị sâu hay không. Update với mọi người một chút xíu là tay mình chỉ bị sứt sơ sơ ở phía sau, cũng chảy máu một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Mặc dù hơi hoang mang nhưng mà mình vẫn quyết định là sẽ đi chạy bộ. Gần đây thì mình cũng xuyên chạy bộ, kiểu một tuần chạy khoảng 3 ngày. See you in 30 minutes. Chạy xong 5 cây rồi nha mọi người. Tốc độ mình chạy thì cũng chậm chậm thôi, nhưng mà mình cũng nghĩ là
chị ơi, phải vừa sức á. Cho nên thì mình cũng chạy chậm chậm và chạy ít thôi để mình có thể duy trì kiểu là một tuần sẽ chạy được 3 lần á. Ngày xưa thì mình cũng hay chạy khoảng tầm 10 cây. Nhưng mà có một lần mình chạy 10 cây về xong rồi bị viêm cơ chân đó mọi người. Kiểu đau 2 tuần không đi nổ luôn. Nên là dạo này sợ quá. Nên là chạy nhẹ nhàng. Mỗi lần mình chạy tầm khoảng 6 cây đổ lại thì mình thấy cũng kiểu vừa sức với mình. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, chứ làm gì còn cách nào khác. Với cả là cuối tháng này thì ở chỗ mình làm á có một tổ chức một giải chạy lên núi, thì mình cũng muốn tập. Bởi vì là các bác researcher ở CSIRO thì rất là khỏe mọi người. Mình chạy là đương nhiên là không lại đâu được, nhưng mà mình cũng muốn cố gắng một chút. Bình thường thì mình hay chạy quanh cái đường bike track dọc theo cái con kênh này. Ở đây có một cái khoảng sân cũng rộng rộng, mọi người hay dẫn chó ra đây chơi. Có một em chó đang xa xa kia. Bây giờ thì mình sẽ đi về nấu cơm, chuẩn bị ăn tối, xong rồi đóng gói đồ ăn cho tuần sau nữa. Hôm nay thì mình lại nấu thêm thịt kho nước dừa. Sau đó mình có thể bỏ vào tủ lạnh thì trong tuần cũng không phải nấu nhiều lần nữa. Cho mọi người xem đây là thành quả nồi thịt kho của mình. Một bên nữa mình thường làm ở buổi tối đó là dành khoảng 15 cho đến 30 phút học tiếng Trung mỗi ngày. Để mình show với mọi người là mình cũng đã học được 330 ngày rồi. Cũng gần 1 năm rồi đó mọi người. Khi nào mình học được 1 năm thì mình sẽ review app Duolingo để xem thử là có thực sự là học được ngôn ngữ khi mà dùng app Duolingo hay không. Bây giờ là 11 giờ và mình cũng đã skincare đầy đủ. Bây giờ thì mình phải đi ngủ để ngày mai dậy sớm còn đi làm. Hẹn gặp lại mọi người trong các vlog tiếp theo trên kênh Unordinary Researchers. Đừng quên nhấn like, share and subscribe để ủng hộ mình. Bye!